coi được bao nhiêu con. Đây mấy con ta? Ba con. Quay cá cho các bạn coi. Đó. Này cá rô đồ vuông nha các bạn. Ui. Con này nó có mấy cái ngạnh nó cũng đau lắm. Con này nhỏ hơn con này. Rồi vô thùng. Ba con rồi. Ba hả? Hôm nãy giờ thấy giật nhiều lắm rồi mới ba con hả? Đánh bằng mùi nhộng nhớ các bạn. Nhộng ong nè. Ngày lỗi hả? Ngày đó lượm con nhỏ xíu nè. Đó. Nhíu nhíu rồi kìa. Đứng ngoài nắng quá. Gió quá thổi lia nó bay bay đẩy cái phao rồi. Nó đẩy cái dây á, xong cái phao nó bị chìm. Chưa. Rồi dứt. Em vô nha các bạn. Cá rô đồ vuông. Đánh trúng lỗ nữa ăn. Cậu kéo nghe máy rét rét đã không? Con này cái bộ to à? To đâu nhỏ xíu. Yeah. Nó... đúng cầu cá đúng hy sinh luôn, ngồi vào mưa này. Các bạn thấy cực không? Cực quá mà. Chín rồi. Ê, không phải con cá rô, con cá gì á. Lên đi mà xảy nó đi. Nãy giờ tôi canh vì nãy giờ nó không có nè. Vô đồ vuông nha các bạn. Em chưa? Mè nãy giờ biến. Này dừng 3 con là 1 kg luôn á. 3 4 con, thường 4 con. Hai câu cá từng gãy luôn. Dính chưa? Dính. Ghim chỗ đó chưa? Rồi, ghim rồi. Ăn liền. Dứt. Dính rồi. Thêm. Cá gì chạy nhẹ vậy? Cá lồng tông à? Câu gì gãy cân luôn. Cha cá rô, cá rô xíu. Thôi, đội gỡ môi. Giờ ngồi gì chờ nữa. Ủa không gỡ luôn hả? Đâu kiếm ăn đâu. Không gỡ vậy. Bút tiếp với nó đang nằm ngay lỗ đó. Cao mà gãy cần đó mà. Ú lầy. Cá khủng quá mà gãy cần luôn. Tới. Để chắc cũng ăn á. Để tới chứ cũng ăn à. Rồi, lụm á. Lụm nữa nè. Lúc đi để ta giật coi. Còn nó lúc chắc. Chạy đâu khỏi khứa nó mà. Trời nó rửa hết mồi. Ăn kỳ vậy. Nè. Tiềm năng lắm á. Con này chết rồi. Chết. Ăn nhõng vào luôn là chết rồi. Giảm. Chú ý người ta mà không để ý mình luôn hả? Chú ý. Mình phải để ý chứ. Chú ý người ta mà không để ý mình luôn. Anh đâu thấy nó lúc nào đâu. Anh thấy không thấy á. Con này vàng khè đẹp luôn nè. Ừ. Ủa cái dễ đâu rồi. Nè. Câu cần độ. Rồi.
tiếp. Ê, ăn luôn kìa, thấy không? Ừ. Quất. Thứ gì chịu nổi? Thứ này với thứ gì chịu nổi chà. Cái bự không à? Đây, cái lỗ này bự. Ngay cái lỗ đó. Đây, cái này đây bự. Ồ, kéo được, đã không? Quay cần u lờ với đã nè. Cần gãy nha các bạn. Ừ, con này giằng khè luôn á. Đóng dữ quá, gãy luôn rồi các bạn. Chắc ngồi dưới đây luôn quá. Ờ, dứt. Lắp chỗ rồi. Kìa đó, quằn quằn khu đó thôi. Chữa hả? Ý. Ý. Đi cha. Dứt. Ở đây có bầy mà. Ú, gần quá rồi. Chắc dính á. Rồi, làm luôn rồi. Để sao? Lượm chứ sao? Lượm hả? Trời, dính mà chưa kịp quay. Làm lẹ quá. Con này cho lên mặt nước. Con này con cá sặc hay sao cha? Nói xíu hả? Dạ xíu à. Ý. Nói xíu à. Chơi cần gãi luôn. Đi vô. Chốn xưa. Câu gần gần đi vô con sao. Ăn luôn không? Ăn luôn kìa. Rồi chú hồi xanh mặt rồi. Đó. Dứt tiếp chứ đâu. Đá đá rồi đó. Đá đá là mắc phao liền. Đóng hụt mới cười. Ý. Vô. Vô. Nghe cái rét là biết nó vô rồi. Không mà không rét là không vô. Đây con này kỳ quá. Ê con này bự. Thấy quần đen dưới không? Ê con cá rô phi hả? Ê cá rô phi ba ơi. Ê. Em trời ơi. Cá rô phi bó tay. Ú, hồ nào có rô phi bự với ta. Ừ. Hàng chi nó phá dữ. Bự vậy cũng được chứ mẹ con nhỏ phá mới bực mình ha. À. Thôi rô phi nó ế á. Dứt. Trúng chưa? Trúng rồi. Trúng chỗ nữa hả? Ừ. Gì lụm nữa sao? Biết sao vậy? Giờ xa hết ăn rồi. Ăn giờ. Trời má ơi, quay cần nè. Trời ơi, cái cần gãy quay đảo không các bạn. Sướng lòi luôn á. Ra là ăn, ra là ăn. Cái rô phi nữa hả? Đừng chứ. Ý, rô phi nữa gì á. Ý, nó hụt cái gì màu đỏ ra. Nó hụt cái gì màu đỏ ra, nó ăn trứng ốc hay sao. Con nữa nha các bạn. Con này bự. Rửa chưa? Hai lỗ luôn. Đi rửa tay cách nha. Đừng ăn liền nha. Anh ăn liền rồi. Tức mẹ. Ý. Người tiếp kịp rửa tay luôn. Chú đang rửa tay. Hồ mà tự nhiên có hai thằng lên quài mấy ông chi điếu luôn. Nghĩ sao? Nghĩ sao về vấn đề đó? Ngay chỗ đó đó. Tại màu mình. Tại màu mình bán thôi. Bé là cỡ nào không chơi mà mình đóng phục hơi nhiều quá ha. Ờ, tại cần gãy nè, đóng không nhiệt tình nè. Ăn nữa kìa, làm rô phi 1 ký coi. Lấy nè,
đang lắc đúng không? Ừ. Vô rồi. Đang vô rồi. Không bắt quay hả? Nè. Cá nữa nha các bạn. Con này bự sao quỷ dữ vậy? Ta. Nó ra không nổi. Dằn ươm luôn. Ươm. Con này bự ha. Mới nó má đổi màu là dính liền. À. Mồi kia nó dễ xảy chứ mà không xảy được. Vô. Thùng luôn.